Đây là cái máy Sunta nhé. Biểu tượng này, cái hình này là máy đường thẳng này. Máy đường thẳng này. Cái này là AB là lại mũi đầu. CG là lại mũi đuôi. Cái này là lại mũi đầu hai lần, lại mũi đuôi hai lần. Cái này là máy lập trình, chỗ là mình muốn cho nó máy bao nhiêu mũi rồi tự động cắt chỉ thì là nút E này này. Cái này nha. 15 mũi. Đây. Những cái này là nó hiện ra 15 mũi. Những cái này là nó ra, mình muốn chốt lại mũi bao nhiêu mũi là đầu vào, đầu vào, đầu ra, lại mũi bao nhiêu mũi là tùy mình nhé. Cái này là, rồi bấm này là ra số mũi để lập mình may này. Ví dụ một đường may mình muốn cho nó may 30 mũi đi. Đây, ví dụ mình muốn cho nó may hết cái này đi. Mình nhấn số 15 này. Mình nhấn này, xong mình để mình đạp này. Đấy, mình đạp. Đây là nó tự cắt chỉ ạ, đấy. Mình muốn cho bao nhiêu mũi là nó dài ngắn là mình chỉnh cái này. 16, 17, 18 đấy. Xong là, đấy, là xong là 20 rồi, ok. Mình muốn bao nhiêu mũi là mình chỉnh đó, là cái là nó tự, xong nhấn vòng xoay này này. Nhấn cái vòng xoay này lên là nó tự động nó cắt chỉ. Đấy, nó tự động may đến điểm đó là nó tự động cắt chỉ luôn, không cần phải may nhiều. Cái này là chốt đấy, may khi chốt đấy. Đây, bốn chốt đây này. Đây là nó chốt. Cái này là cắm cái kim thôi. Nhất. Đây là bật cái này lên là cái may là kim nó lên cao, nó lên cao mà tắt đi là nó lên thấp, vậy thôi. Bấm lại từ đầu cho em nha.